chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh xe đạp giá xỉ của em Minh. Nay có mẫu XF3, cái này là phiên bản 2022 do Gian Vòng Xanh, tức là Gian International phân phối mọi người. Em quay cho mọi người cái mẫu màu trắng. Cái này thì thấy bảo là hàng thì rất là khan, cái màu trắng này đây mới về. Trước thì hết hàng, không có hàng để bán. Thì bây giờ màu trắng này là mới về, thì là bên công ty bảo là đẹp lắm, bán chạy hàng lắm. Thì em quay cho mọi người coi cái mẫu này nhé. Thì ra em đánh giá là cũng khá là đẹp đấy, màu này khá là đẹp. Nếu mà không lựa chọn màu đen nhám thì khả năng là lấy thích màu sáng thì lấy màu trắng này rất là đẹp. Mọi người cùng tham khảo mẫu hình của con này nhé. Con này là cũng là Shimano 7 lít và 3 đĩa. 7 lít 3 đĩa thôi. Rồi thắng của nó là thắng chữ V nhé. Thắng V Techo. Thắng V thì cũng thường thôi, nhưng mà thắng V của nó là thắng V Techo. Khá ok. Xe thì đi bật khóa mở nhanh này. Con này là vỏ gian, vỏ gian rất là lớn luôn, 700 x 38, bánh to đùng, bánh to đùng luôn, touring của gian. Mà vỏ này là vỏ ken, vỏ Kenda mà in chữ gian, thì tức là gian nó đặt nhà máy Kenda làm mọi người này. Đây, in chữ Kenda luôn, Kenda. Gian thì nó nhờ bên thứ ba làm thôi, chứ gian thì người ta chỉ sản xuất khung mùi sơn nhất các thứ thôi, chứ người ta là không thể nào làm được hết tất cả các công đoạn được, cùng là không thể làm được. Nên là hầu tất cả mọi xe thì đều là lắp ký hợp đồng với bên Shimano hết, ký hợp đồng với lại bên nhà máy Shimano để phân phối phụ tùng ra, rồi các nguyên thứ ba nữa để làm các cái thắng như thắng Techo này, rồi thắng các cái thắng khác có yên nhất các thứ nữa. Thì là giò dĩa là Prowell này, như là Prowell này 3 tầng này. Gạt đĩa là Shimano Tuney 3 đĩa. Gạt lip, cùi đẩy lip là Shimano Tuney. Nói chung là xe cơ bản không có cái gì khác với cái xe tầm tiền kiểu này đâu. Dưới 10 triệu là nó không có cái gì khác cả. Lip là lip Shimano, lip vặn thôi mọi người. Lip vặn thôi. Con này là được cái màu sơn. Con này thì chắc là chỉ hơn 8 triệu đúng rồi, con này hơn 8 triệu thôi mọi người ạ. Bởi vì là không phải là thắng đĩa mà. Chỉ dùng thắng chữ V, không phải là thắng đĩa. Mỗi hàng 7 cá nhá, đi dây ngoài luôn này. Rồi được cái là màu sơn đẹp. Và tem này cũng đẹp này, tem này là hai màu, màu xanh và màu ghi luôn. Trước em quay đây là size M. Trước em quay đây là size M. M nha mọi người nhé, XF3. Thì cái này là nó có 3 màu cơ. Một cái màu xanh mới ra này, một màu trắng này, và một màu đen. Thì là XF3 nó có 3 màu, kể cả gian giật thắng lẫn gian quốc tế nha mọi người nhé. Là tổng hợp lại là nó có 3 màu, gian XF3 này giống hệt nhau, không khác cái gì cả. Đều là từ một nhà máy gian phân phối ra cho hai bán ra cho hai nhà phân phối ở Việt Nam là gian Việt Thắng và gian Quốc Tế nhé mọi người. Đấy, chiếc này khá là cơ bản, giá bán thì trên 8 triệu. Mọi người mua hàng thì mọi người liên hệ em Minh, số điện thoại là 070 619 8999. Cái đan thì chỉ nhựa thôi, cái đan nhôm mộc nhựa. Viên đây, viên của nó thì như chữ gian. Cái bản này là bản do công ty gian màu xanh phân phối gian quốc tế, đây là gian quốc tế nhé mọi người. Màu sơn này khá là đẹp, khá là sang, trắng ngọc trai, trắng này trắng ngọc trai nhé mọi người, trắng này trắng ngọc trai, trắng sữa, không biết là trắng ngọc trai trắng sữa đây, em thấy giống ngọc trai hơn. Gian XF3 size M đây, giá bán trên 8 triệu,
khung nhôm đi bên ngoài cũng 1.700 cá. Vỏ thì 7 vỏ gian này 700 x 38 luôn. 3 đĩa 7 lít Shimano Thule mọi người ạ. Vỏ dĩ nhôm 3 tầng của Noel, lít cũng là lít Shimano CKMC. Nếu mọi người có nhu cầu mua hàng thì mua chiếc này chạy khá là ok luôn. Thắng V không cần phải thắng đĩa cổng cành rồi. Sửa chiếc nó khó, cái này thì cứ hỏng thì cứ mòn thì thay má thôi, chạy chiếc này thì không biết bao giờ đến bao giờ nó mới hỏng được. Quá cơ bản luôn rồi. Mọi người nhu cầu mua hàng thì liên hệ em nhé.